Xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình mới xin được hai khúc bông giấy nè các bạn. Bông giấy này bông rất đẹp các bạn. Nó tới hai màu luôn. Nó màu đỏ và màu trắng lẫn lộn nhau các bạn. Đây hai khúc nè. Đây cũng khúc này to hơn. Và bây giờ mình tiến hành mình dăm các bạn. Mình dăm trước khi mình dăm mình cắt ra mỗi đoạn khoảng 3 tấc. Giờ mình tiến hành mình dăm, mời các bạn xem cho vui ha. Rồi trước khi dăm mình tha keo liền sẹo trên đầu của cành dăm nha các bạn, để tránh mất nước và sau này nó cũng không có bị thúi trên cái đầu cành dăm nha các bạn. Mình tha như vậy nè, sau này cây nó sống nó cũng không có bị mục ở trên cái đầu của cái cành dăm này, nó vẫn còn nguyên. Rồi tiếp theo nữa là mình pha thuốc kích dễ nha các bạn. Mình pha với tỷ lệ là 20 gram cho 1 lít nước sạch. Để mình ngâm vào, mình lấy cái cành dăm này mình ngâm vô khoảng 15 phút là mình lấy ra mình ngâm. Là mình lấy ra mình dăm được nha các bạn. Rồi còn đây là thuốc kích dễ N3M, mình lấy khoảng một muỗng này nè các bạn, mình pha vô cho 1 lít nước này, mình quậy lên. Rồi trước khi ngâm rồi mình làm mới lại cái góc dăm, cái góc ngâm nha các bạn. Để mình làm mới lại để bỏ những mấy cái ba dớ mà mình cắt nó bị dập đó. Mình bỏ vô mình ngâm. Ngâm trong khoảng 15 phút.
Rồi tiếp theo là mình trộn cho cháu với lại sơ dừa là làm chất chồng nữa các bạn. Cái thùng này mình đã đục lỗ này, lỗ lỗ xung quanh nó có đầu đầu dăm, mình dùng cái thùng mình dăm. Rồi mình tưới đậm chất chồng trước khi dâm nữa bạn. Mình phải làm ẩm chất chồng trước. Tưới về để cho nó đủ ẩm, giữ nước sau này cho cây phát triển. Rồi các bạn ơi, sau khi mình ngâm hồi nãy giờ cũng khoảng chắc cũng khoảng 20 phút rồi các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình dâm nha các bạn. À, cái này mình dâm xuống khoảng khoảng chừng một tấc thôi các bạn. Mình chừa ở trên khoảng 2 tấc. Giờ mình tiến hành mình dâm. Xin xin.
À, còn thuốc kích dễ nãy nè các bạn, mình dưới lên luôn các bạn, tưới vô quanh gốc nó cho nó mau già dễ. Rồi như vậy các bạn đem vô mát là khoảng chừng một tháng sau là nó nảy nảy chồi mới rồi các bạn. Còn nếu mà nắng quá thì các bạn lấy lưới lan các bạn che mát lại, mình khỏi cần phải chùm bọc gì hết á, mình lấy lưới lan mình che mát là được à. Loại cây này là không chùm bọc, nó rất là dễ sống. Rồi video đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Xin chào.